Dạ, yeah, trân trọng kính chào các anh chị, trân trọng kính chào quý vị. Chúng ta rất là vui trở lại với nhau qua lời của Chúa sửa soạn chuẩn bị cho việc chúng ta suy gẫm và cầu nguyện vào sáng chủ nhật 14 tháng 8. À, thời gian như bình thường, chúng ta sẽ suy gẫm với nhau trong gio đoạn 7 câu 1 đến câu 9. À, nếu có thì giờ tôi ước ao quý vị đọc hết từ câu 1 đến câu 9, À câu 1 đến hết đoạn, hết đoạn 7. Xin lỗi. À, chúng ta trở lại à, đọc từ câu 1 như sau. Song dân Israel có phạm một tội về vật đáng diệt vì Akan, con trai của các mi cháu của Sáp đi, chắc của Xê-rách về chi phái Juda có lấy vật đáng diệt và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phần lên cùng dân Israel. Vật đáng diệt ở đây là những vật mà Chúa không cho dân Israel đụng đến và lấy khi tiến vào các chỗ các thành để đánh à, sứ Canaan và chiếm lấy xứ Canaan và chỉ có những đồ đồ mà chúa biệt riêng ra thánh thì nó được đưa vào kho còn cái nào mà không biệt riêng ra thánh nó thuộc đồ ô uế thì nó sẽ bị à, hủy diệt đi và đó gọi là vật đáng đáng diệt thì à, A-can là cái người phạm cái lỗi này không vâng lời chúa mà lấy cái vật đáng diệt đó là cái áo tròn đem về giấu ở trong trại của mình bởi vì cái tội lỗi không vâng lời chúa đó mà can đã chọc lên cơn giận của của chúa và bởi cơn giận đó đã khiến cho uh, dân israel không thắng được những uh, cái thành ahi kế tiếp cái thành ahi là cái thành nhỏ rất nhỏ rất ít người nhưng dân israel đã thất bại trước cái thành đó là bởi vì tội lỗi của à, a cang đã phạm à, lấy cái vật đáng diệt đó từ câu 2 trở đi cho chúng ta thấy như sau à, ở jericho jose sai người đến thành ahi à, gần bedeven và về phía đông của beten và người truyền lệnh rằng hãy đi lên do thám sứ vậy các người ấy đi lên do thám thành ahi đoạn trở về cùng xe mà nói rằng lấy làm vô ích đem cả dân sự lên đó nhưng hãy cho chừng vài ba ngàn người đi lên đó mà đánh thành ahi chớ làm cho dân à, chớ làm cho mệt nhọc cả dân sự à, cả dân chúng à, vì người ahi ít lắm à, khi họ đi do thám họ về họ nói vậy à, qua đến câu số 4 thì nó là vấn đề Vậy chừng ba ngàn người đi lên đó Nhưng họ chạy trốn trước người Ahi À câu 5 nó là Người Ahi giết ba mươi sáu người Giết chừng ba mươi sáu người Rượt theo họ Từ cửa thành cho đến Sebarim Và từ đó họ đánh Đi, đi xuống dốc Họ đánh lúc xuống dốc luôn Khiến cho lòng của Israel Bắt đầu tan ra như nước à. Rồi ở câu 6 nói gì khi đối diện với sự thất bại đó thì chúng ta thấy trong câu 6 Jose làm gì? Jose bèn xé áo mình rồi người và các trưởng lão Israel sắp mặt xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối và rải bụi đất trên đầu mình. Hòm Đức Giê-hô-va ở đây không phải là cái hòm bỏ xác vô nhưng cái hòm Đức Giê-hô-va đây là nó đến cái hòm giao ước à cái hòm giao ước của Chúa nói đến cái biểu tượng của sự hiện diện của Chúa ở giữa dân sự của Chúa không những sự hiện diện mà trong sự hiện diện đó bao gồm luôn cả sự dẫn dắt bảo vệ chăm sóc cả quyền năng sự yên ủi của Chúa trên dân sự của Chúa nữa à cho nên Jose đến đó để à, sắp mặt xuống à, à, và thờ lại và từ ngày nào từ giờ nào không biết nhưng mà cho đến chiều tối có thể từ sáng cho đến tối chiều tối hoặc là cả trưa, xế xế gì đó Nhưng mà cái cái điểm kết thúc là tới chiều tối Thì tới chiều tối thì Chúa mới bày tỏ, Chúa mới nói à, những gì từ câu 10 trở đi mà mình không đọc ở đây Nếu quý vị có chúng ta sẽ đọc điều đó à, Chúa bày tỏ là gì? Chúa nói là dọn dân sự của Chúa Ra Thánh là bởi vì trong dân sự có người phạm tội và cứ thế mà mà lội ra lội ra lội ra cuối cùng a cang là cái người lội ra cái a cang là cái người à, bị à, cuối cùng còn lại để chứng tỏ rằng a cang là cái người phạm vào cái tội là lấy cái vật đáng diệt đó à, cuối cùng a cang đối diện với hình phạt của tội lỗi mà mình đã gây ra rồi sau đó thì dân israel tiếp tục đi tới và đắc thắng thành Ahi dễ dàng nhưng thành Ahi đã thắng người Israel là bởi vì tội lỗi nó đang ở trong dân sự của Chúa. Rồi, um, uh, câu 7. giô xe nói, ôi Chúa Giê-hô-va, sao ngày đem dân sự này đến sông Dị qua sông giô đanh đặng phó chúng tôi vào tay dân Amorit làm cho diệt đi. Ôi chết chi chúng tôi chọn ở chọn phần ở lại bên kia sông giô đanh than ôi hỡi Chúa sau sau khi dân Israel đã xây lưng trước mặt kẻ thù nghịch mình tôi còn nói làm sao dân Canaan và cả dân xứ này sẽ hay điều đó sẽ vay chúng tôi và diệt danh chúng tôi khỏi đất rồi Chúa sẽ làm sao cho danh lớn của Chúa À, thưa quý vị trong khi đọc mấy cái câu kinh thánh này thì có vài người có đôi khi có thể thắc mắc rằng là tại sao Jose có cái tâm tình giống như dân Israel khi gặp chuyện cái lời trở về lại à, đi ngược trở lại xứ à, à, Egypto như dân Israel đã từng có chuyện là đi vô đó và bây giờ Jose có chuyện thì muốn trở về lại bên kia sông Jordan Bên kia sông Giô Đanh có nghĩa là cái chỗ cũng là phần của dân sự của Chúa, đất của dân sự của Chúa và à, cuối cùng chia ra là hai chi phái rưỡi à, nằm ở bên ở bên phía tây à, sông Giô Đanh và bên phía đông sông Giô Đanh. Ở bên này thì à, họ sẽ à, à, gọi là chia ra cho những chi phái còn lại. À, mà bây giờ cái thành đầu tiên họ đánh vào đó là thành Jericho và thành thứ nhì đó là thành Ahi và đến thành Ahi thì họ thất bại thì điều này cho Jose thắc mắc rằng cái việc mà Chúa kêu Jose dẫn Jose bày tỏ cho Jose đánh vào mấy cái thành này để chiếm bắt đầu chiếm lấy xứ nó có đúng thời điểm hay chưa hay là ở lại bên kia bên kia phần đất bên kia để chờ đợi cho rõ ràng ý muốn của Chúa thì chắc chắn hơn mà bây giờ đã được một thành rồi mà bây giờ tới thành thứ nhì lại thất bại mà thất bại một cách rất là nhục nhã rất là ê chề như vậy là cái việc ý muốn của Chúa cho Jose cho, uh, đi vào đánh thành uh, Ahi đánh thành uh, những thành kế tiếp này có đúng hay chưa hay là thời điểm chưa tới bây giờ cần dừng lại trở về bên kia tốt hơn hay là như thế nào còn việc uh, lãnh đạo của ông thì ông bây giờ ông đối diện với sự thất bại này ông không biết phải nói làm sao ông nói gì với dân sự của chú bây giờ lòng của dân sự tan ra như nước rồi bây giờ ông nói gì được bây giờ cái vị trí lãnh đạo của ông Cái vai trò lãnh đạo của ông Đang bị lung lay là bởi vì sự thất bại này Vì dân sự Bây giờ có nói dân sự cũng không tin Bây giờ ông có nói gì Cũng không tin cái thành nhỏ như vậy Mà ông còn không làm được Mà ông còn à, nói được cái gì nữa à, à, Chúa bày tỏ điều gì Ông nói Chúa dẫn đi qua đánh Kêu đánh Mà bây giờ thánh thất bại như vậy Có phải là Chúa kêu không Hay là ông kêu nhà bắt đầu vô xe đặt cái vấn đề ra ở cái vai trò của mình ông tiếp tục được cái việc đó hay không nhưng câu 10 ông nói rằng là khi mà dân này dân Canaan và những cái dân trong xứ này họ nghe được như vậy thì họ bao vây và họ diệt họ diệt danh chúng tôi đi có nghĩa là diệt họ diệt vô xe và dân sự đi thì lúc bây giờ chúa sẽ làm sao với danh lớn của chúa là bởi vì cả dân israel cả cái vùng đất canaan đó họ đều biết rằng đức jehovah làm những việc lớn vĩ đại chưa từng có khiến họ bị rung động khiến họ bị tan ra như nước à, bây giờ là dân israel lại là người tan ra như nước mà nếu mà bị diệt đi nữa thì người ta sẽ nói về chúa như thế nào nữa vì vậy Jose thắc mắc Thắc mắc cái điểm đó Và ông đặt lại cái vai trò lãnh đạo của mình Cái sự ảnh hưởng Cái cái việc lãnh đạo của ông Đã ảnh hưởng không tốt Không những không thất bại cho dân sự của Chúa Không làm đúng theo chương trình ý định của Chúa mà để cuối cùng lại dân sự của Chúa bị hủy diệt mà rồi danh Chúa cũng bị tổn hại. Dù xe lúc bây giờ hoàn toàn không biết chuyện của A Can Hoàn toàn không biết chuyện đó Cho nên ông đi vào trong đền tạm của Chúa Ông phủ phục xuống, ông đầu phục Chúa Và ông nhìn nhận cái cái phần lãnh đạo của mình Ông nhìn nhận trách nhiệm của mình Đối với sự thất bại này và khi ông thật lòng ông đổ lòng của mình ra ở trước mặt Chúa và các đầy tớ của Chúa những người à, trưởng lão cũng đổ lòng ra ở trước mặt Chúa thì từ câu 10 trở đi Chúa bày tỏ cho cái nguyên nhân và Chúa cho cái cách để giải quyết Cảm ơn Chúa qua cái phần kinh thánh này tôi chọn một cái đề tài là phương thuốc cho tội lỗi và sự thất bại ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Tôi đọc lại từ đầu trong đoạn kinh thánh này để chúng ta nắm bắt lại cho nó rõ ràng. Song dân Israel có phạm một tội về vật đáng diệt. Vì Akan, con trai của các mi cháu của sáp đi chắc của xe rách về chi phái juda có lấy vật đáng diệt và cơn giận của đức jehovah nổi phừng lên cùng israel ở jericho Yose sai người đến thành ahi gần beth aven về phía đông bê tên và truyền lệnh này rằng hãy đi lên do thám sứ vậy các người ấy đi lên do thám thành a -hi. đoạn trở về cùng vô mà rằng lấy làm vô ích đem cả dân sự lên đó nhưng hãy cho chừng vài ba ngàn người đi lên đó mà đánh thành a hi chứ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đó vì người Ahi ít quá. Vậy có chừng ba ngàn người đi lên đó, nhưng họ chạy trốn trước mặt người Ahi. Người Ahi giết chừng ba mươi sáu người rượt theo họ từ cửa thành đến Sebarim và đánh họ lúc đi xuống dốc. Lòng dân sự bèn tan ra như nước. Giô-se bèn xéo mình rồi người và các trưởng lão Israel sắp mình xuống trước mặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối và vãi bụi đất trên đầu mình. Dô nói, ôi Chúa Giê-hô-va, sao Ngài đem dân này qua sông giô đanh đặng phó chúng tôi vào dân Amorit mà làm cho diệt đi? Ôi chứ chi, chúng tôi chọn phần ở lại bên kia sông giô đanh Thang ôi Chúa ơi, sau sau khi dân Israel đã xây lưng trước mặt kẻ thù mình, tôi còn nói làm sao? Tội nghiệp quá. Dân dân Canaan và cả dân xứ này sẽ hay điều đó, sẽ vay chúng tôi và diệt danh chúng tôi khỏi đất. Rồi danh Chúa sẽ làm sao? Rồi, danh, rồi Chúa sẽ làm sao với danh lớn của Chúa? nên đọc phần kinh thánh này tôi suy gẫm đến cái phương thuốc cho tội lỗi và sự thất bại. Jose đang hoang mang, đang chóng váng, đang bối rối và hoàn toàn chết liệm đi ở trước sự thất bại kỳ cục và và nhục nhã này. Trước sự thất bại nặng nề đó Jose và các trưởng lão làm gì ở trong phần đoạn kinh thánh này quý vị và các anh chị? giô và các trưởng lão đến đền tạm và làm gì ở đó? Cầu nguyện tìm kiếm Chúa sắp mình xuống trước hòm giao ước của Chúa cho đến chiều tối. Thưa quý vị, đây là cái tâm tình mà chúng ta cần có mỗi khi chúng ta đối diện với sự thất bại trong cuộc sống của mình. Khi đối diện với sự thất bại trong cuộc sống của mình, dẫu là thất bại gì, cái việc chúng ta cần làm ấy là đến gần đến đền tạm của Chúa, tức là đến với Đấng Christ ở trong Đấng Christ, sắp mình trong trước sự hiện diện của Chúa cho đến chiều tối. Tí nữa tôi giải thích thêm. Thưa quý vị, có thể chúng ta thất bại trước việc khuyên dạy con cái của mình. Khi chúng ta thất bại trước việc khuyên dạy con cái của mình, chúng ta làm gì? Tìm đến counselor, tìm đến thầy cô, thấy tìm đến người này, tìm đến người kia, tìm đến một xứ, thấy không? Thưa quý vị, đôi khi chúng ta tìm đến sách vở này, nghiên cứu sách vở kia, lên internet tìm kiếm điều này, tìm kiếm điều nọ. Để biết cách nào để dạy dỗ con cái của mình, khuyên lân con cái của mình, hướng dẫn con cái của mình. Thưa quý vị là người cha, người mẹ cơ đốc. Khi chúng ta thất bại ở trong chỗ đó, chúng ta làm gì? chạy đến với Chúa ở trong sự hiện diện của Chúa sắp mặt xuống dưới đất trước sự hiện diện của Chúa và kêu thưa kêu kêu la cùng ngài thưa quý vị khi chúng ta thất bại với những cái thói quen tội lỗi nào đó những cái thói quen không tin kính nào đó chúng ta làm gì hãy chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện đầu phục Chúa và ăn năn một cách chân thành như Giô Sê và các trưởng lão đã làm Khi chúng ta thất bại với sự cứng lòng của chồng mình Thất bại với sự cứng lòng của vợ mình Thất bại với sự cứng lòng của con trai mình Chúng ta làm gì Thất bại với những người tín hữu này Đất gọi với mục sư của mình Thất bại với chỗ này Thất bại chỗ kia Với người nọ Thất bại trong mối liên hệ này Thất bại trong mối liên hệ kia Chúng ta làm gì phủ phục xuống, sắp mình xuống trong sự hiện diện của Chúa. Và kêu cầu với Chúa. Khi mà thất bại trước cái sự nóng nảy xác thịt của mình, cái tính không thành thật của mình, cái sự sự không công chính ở trong cuộc đời của mình, cái sự không ngay thẳng trong cuộc đời của mình. Mình đôi khi mình không muốn điều đó nhưng mình vẫn thất bại hoài. Chúng ta làm gì? Hãy sắp mình xuống trước mặt Chúa sắp mình trong sự hiện diện của Chúa và tìm kiếm Chúa. Thưa quý vị, hãy sắp mặt sắp mặt xuống hay là sắp mình trước mặt Chúa và tìm kiếm và đạo phục Chúa hoàn toàn như Jose và các trưởng lão đã làm. Ở trong này có cái cụm từ là sắp mặt xuống cho đến chiều tối. Cho đến chiều tối. Ở trong câu À, trong câu số 6 phải không? Trong câu số 6 nói như thế này, vô xê bèn xé áo mình, rồi người và các trưởng lão Israel sắp mặt xuống đất trước hòm của Đức giê hô va cho đến chiều tối và rải bụi đất trên đầu mình. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của sự ăn năn thật lòng. Đây là cái hình ảnh của một người nhận lấy trách nhiệm của mình trong sự thất bại đó đây là hình ảnh của một người đau phục chúa hoàn toàn trước sự thất bại đó không bao biện gì thêm chỉ biết đau phục chúa dẫu jose ở đây ông biết rằng ông không làm điều gì sai nhưng ông thắc mắc cái việc là lãnh đạo của ông và cái sự nhạy bén giữa ông với Chúa có phải đây là ý muốn của Chúa rõ ràng chưa mà tại sao nó thất bại chỗ này ông hoàn toàn không biết cái chuyện của ác cả nhưng khi ông đối diện với sự thất bại đó ông không đổ thừa cho bất cứ một hoàn cảnh nào ông chỉ nhìn nhận trách nhiệm từ nơi mình và phủ phục xuống trước ra sự hiện diện của Chúa để tìm kiếm giải pháp, tìm kiếm phương thuốc, tìm kiếm cách mà Chúa hướng dẫn như thế nào. Thưa quý vị, lòng ăn năn thành thật và đầu phục Chúa hoàn toàn chính là phương thuốc chữa lành mọi tổn thương, mọi thương tích, mọi sự gãy đổ do tội lỗi mang lại. Thưa quý vị, tội lỗi luôn dẫn đến sự thất bại. Tội lỗi của A Can lấy cái vật đáng diệt đó dẫn đến dân sự thất bại. Thưa quý vị, tội lỗi luôn dẫn đến thất bại. Nhưng lòng ăn năn thành thật, lòng ăn năn chân tình và sự đau phục Chúa hoàn toàn sẽ dẫn chúng ta đến sự phục hồi và đặc thành. Vì vậy, thưa quý vị, khi chúng ta thất bại trước tội lỗi Khi chúng ta thất bại trước những thói quen không tin kinh khi chúng ta thất bại trước những lời nói kỳ cục khi chúng ta thất bại với những cái tính tình kỳ cục của mình khi chúng ta thất bại với cái việc cầu nguyện của mình thất bại với sự trung tín thất bại trong sự mềm mại thất bại trong sự nhu mì thất bại ở trong sự kiên nhẫn thất bại ở trong sự tiết độ thất bại trong sự yêu thương, thất bại trong sự bình yên, chúng ta thất bại trong những điều đó. Chúng ta thất bại với vợ mình, chúng ta thất bại với chồng mình, chúng ta thất bại với con mình, chúng ta thất bại với cha mẹ mình. Chúng ta thất bại trước người này, thất bại trước người kia. Không làm gì được. Có những chuyện có những hoàn cảnh không làm gì được, có những bệnh tật không làm gì được, hoàn toàn bất toàn trước điều đó, hoàn toàn không làm gì được trước những cái bệnh tật đó. Chúng ta làm gì? Học bài học như Joseph và các trưởng lão. Ăn năn nhìn lấy trách nhiệm của mình, ăn năn một cách chân thành về những gì mình thấy được, mình nhận được và hết lòng đau phục Chúa cách hoàn toàn thì Chúa sẽ cho cái giải pháp Chúa sẽ chỉ cho cái cách Chúa sẽ hướng dẫn cho Chúa sẽ lay động cho sau khi Jose làm như vậy và các trưởng lão làm như vậy từ câu 10 trở đi Chúa bày tỏ cho Chúa chỉ cho cái nguyên nhân thất bại đó là tội của ai Can. lúc bây giờ Jose mới biết là do tội lỗi ở trong dân sự rồi bắt đầu mới thanh lọc từ từ, thanh lọc từ từ cuối cùng a can bị lôi ra. A can sẽ phải đối diện với tội lỗi của mình và phải bị hủy diệt chung với cái vật đang diệt đó. Đó là lúc tội lỗi được giải quyết. Và khi tội lỗi được giải quyết rồi thì dân sự của Chúa không thất bại nữa. Và sẽ tiếp tục đi tới và đi tới trong sự đắc thắng. Và chúng ta cảm ơn Chúa là gì? Lòng ăn năn thành thật và sự đầu phục Chúa hoàn toàn là thưa quý vị nó là một phương thuốc rất hữu hiệu hay nhất, tốt nhất và nhanh nhất cho sự chữa lành và cho sự phục hồi. Tội lỗi luôn mang lại sự tổn thương tội lỗi luôn mang lại sự gãy đổ, tội lỗi luôn mang lại sự chia rẽ, tội lỗi luôn mang lại sự bất an, tội lỗi luôn luôn mang lại sự gợi dậy cái tính xác thịt của mình. Nhưng ăn năn thành thật và đầu phục chúa trọn vẹn hết lòng, thì thưa quý vị, chúa sẽ phục hồi lại, chúa sẽ chữa lành tất cả những sự gãy đổ đó. Cho nên thưa quý vị đối với quan điểm của tôi ăn năn chân thành và đầu phục chúa hoàn toàn ấy là một phương thuốc tốt nhất chữa một phương thuốc chữa lành tốt nhất và một phương thuốc phục hồi nhanh nhất thưa quý vị ở trong gian đoạn mười à, đoạn mười câu bảy chép như thế này Quý bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Thưa quý vị, ở trong câu 6 của đoạn 7 ở giô cho chúng ta thấy rằng cái một cái cụm từ là sắp mặt xuống đất trước hòm giao trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đó cho đến chiều tối Thì cái câu đó nó cũng đồng nghĩa với lại cái cụm từ là hãy cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi họ ở trước sự hiện diện của chúa cho đến lúc chiều tối có nghĩa là họ ở đó cho đến khi họ kinh nghiệm được chúa nói gì với họ chúa dạy dỗ chúa hướng dẫn họ thì cũng vậy khi chúng ta thất bại trước một điều gì đó hãy ở trong chúa và cứ để lời chúa ở trong chúng ta tập tành như jose và các trưởng lão đã làm và đặc biệt tập tành như ha ba cúc đã làm ha ba cúc nói gì tôi chôn chân nơi đồn lĩ và chờ xem ngài bảo ta điều gì thưa quý vị ha ba cúc đối diện với cái tình trạng xấu xa ở giữa dân sự ở giữa thế giới trung quanh sự bất công trung quanh và giữa ha ba cúc chịu không nổi với có hoàn cảnh đó ông nói với chúa ông chôn chân nơi đồn lĩ ông tìm việc Hiểu chưa, Chúa Tại sao những chuyện như vậy Chúa bản bảo với ông điều gì Khi chúng ta đưa đối diện với những cái thất bại đó Trong cuộc đời của mình Thì chúng ta điều chúng ta cần làm Đó là Phủ phục xuống ở Trước mặt Chúa bằng cách là Cứ ở trong Chúa Ở trong Đăng Christ Và lời Chúa ở trong chúng ta khi chúng ta thất bại mà không ở trong Đấng Christ mà lời Chúa không ở trong chúng ta thì chúng ta sẽ càng thất bại hơn. Cái điểm đặc biệt của con người của chúng ta là gì? Khi chúng ta thất bại một điều gì đó thì những điều gì khác chúng ta ở trong những chỗ khác nhiều hơn là chúng ta ở trong Chúa. Và chúng ta để những lời khác ở trong chúng ta, lời của con người ở trong chúng ta nhiều hơn là lời của Chúa. Tôi nhớ có những người thất tình bị bồ đá đi. Hay vì chạy đến với Chúa tìm kiếm Chúa ăn năn đầu phục Chúa thì không. Đem, đem đem đi vô những cái vũ trường để nghe nhạc và đem nghe những cái bài nhạc thật là lâm ly bi đã nên rồi làm gì đó khổ thêm chứ làm gì thưa quý vị là người tin chúa chúng ta cần phải để ý trong chuyện này bất cứ chút nào chúng ta thất bại chúa luôn có một giải pháp cho chúng ta và thưa quý vị, khi ở, liên tục ở trong Đăng Christ và lời Chúa ở trong chúng ta, ngay trong từng thất bại của chúng ta thì lời Chúa nói gì? Cầu xin điều gì mình muốn thì sẽ được điều đó. Khi chúng ta thất bại trước những hoàn cảnh của mình, trước những nan đề của mình, trước những bệnh tật của mình, trước những khó khăn của mình, trước những cái cái những mối liên hệ mình có, Thì điều chúng ta cần làm Đó là cứ ở trong Chúa Và lời Chúa ở trong chúng ta Đầu phục như vậy Thì chúng ta sẽ thấy Đó là một phương thuốc Chữa lành tốt nhất Đó là một phương thuốc Phục hồi nhanh nhất khi chúng ta đi qua những thất bại trong cuộc sống của mình. Gia cơ nói gì? anh em có ai chịu khổ chăng? Giác cơ nói chịu khổ xong làm gì? Đi kiếm cái này, kiếm cái kia, kiếm cái nọ phải không? Thưa không. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Đơn giản vậy. Mà Jeremy 29 có 13, 14 cũng cho chúng ta thấy điều này rất là rõ. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các người tìm kiếm ta hết lòng Chúng ta có hết lòng tìm kiếm Chúa ngay trong những thất bại của mình không? Và ở đây là gì? Câu 14 nói gì? Đức giê hô va phán ta sẽ cho các ngươi tìm được ta và sẽ đem những kẻ phu tù ngươi trở về. Quý vị thấy sự phục hồi không? Đức Giê-hô-va phán ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đầy đi khỏi đó. Chúng ta thấy một sự phục hồi. không Dân sự Chúa cần làm gì để sự phục hồi này có? Đâu có bằng phải kết liên kết đồng minh với liên kết chỗ này, liên kết chỗ kia để để được trở về lại xứ của mình thưa không? Sự phục hồi này đến bằng chỗ là chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự phục hồi đó. Vì vậy, chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta thấy cái chỗ của mình là gì? Cái chỗ của mình là khi đối diện với mọi sự thất bại. Cái chỗ của mình ấy là ở trong Đấng Chris và lời Chúa ở trong chúng ta. Đó là phương thuộc cho tội lỗi và cho thất bại của mình. tôi ta nhớ đến cái câu chuyện của người con trai hoang đàn. Sau khi ông thất bại trước cái yếu đuối của mình, sống một nếp sống bất kính đầy dạy tội lỗi, vui chơi xa đọa với bạn bè. Khi ông nhận thấy ông thất bại, ông làm gì? ông trở về với Chúa. Ông trở về với cha của mình. Và khi đặc biệt khi ông trở và quyết định ông đi trở về nhà cha của mình. Từ đằng xa, cha đã chạy tới ôm chặt lại. Quý vị ơi, chúng ta chỉ cần một quyết định trước mọi sự thất bại của mình. Ấy là quay về với Chúa cái điểm cái hình ảnh là người cha chạy thiệt nhanh đến chúng ta thấy không chúng ta chỉ có một quyết định trở về với chúa thôi chỉ trở về đến nhà thôi thì cha đã chạy ra rồi chúng ta có thể bước một bước đến gần chúa nhưng chúa có bước hàng trăm bước hàng ngàn bước để đến gần với chúng ta Cho nên thưa quý vị Mọi sự thất bại trong cuộc đời của mình Có thể nó có đó Nó xảy ra đó Nhưng thưa quý vị Thưa các anh chị Khi đối diện với những sự thất bại đó Sự khó khăn đó Cái phương thuốc cho chúng ta là Cứ ở trong Chúa Và để lời Chúa ở trong chúng ta Như Jose và các trưởng lão đứng trước hòm giao ước của Chúa, sắp mình xuống đó và chờ đợi cho đến khi Ngài phán dạy với chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và dâng đời sống của mình, Dân những thất bại của mình, dâng những yếu đuối của mình. Chúng ta đối xử đối 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 diện với nó từng cái một, từng thất bại một. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa dẫn dắt và dạy dỗ chúng ta như thế nào mỗi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con có lời của Ngài. Cảm ơn Chúa về hình ảnh của Jose và các trưởng lão. Chúa ơi, mặc dầu không biết chuyện gì xảy ra khiến cho dân sự thất bại. Nhưng cảm ơn Ngài về tâm tình của một người lãnh đạo như Jose và các trưởng lão đã làm gương cho chúng con không đổ thừa cho bất cứ một điều gì. Nhưng họ chạy đến đền tạng để tìm kiếm sự thương xót, tìm kiếm ý muốn của Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa giúp ơn cho. Chúng con biết, đôi khi chúng con biết nguyên nhân của sự thất bại. Nhưng chúng con không có cái cách để chạy đến với chúa như Giô-xê và các trưởng lão vì vậy con cầu nguyện xin chúa tha tội cho tha tội cho mỗi khi chúng con đối diện với những cái thất bại đó rồi cứ để hết cái này nó trồng lại cái kia nó trồng quá cái nọ đến một lúc dường như chúng con không còn có thể giải quyết được nữa rồi đâm ra chúng con nản lòng ngã chi bỏ cuộc Chúa tha tội cho. Chúa cứu chúng con một lần nữa, vực chúng con trở dậy. Để chúng con trở về lại với Chúa. Như người con trai hoang đàn kia. Sau nhiều tấm tháng, sống miệt mài trong sự thất bại của mình. Nhưng con cảm ơn Chúa chỉ một quyết định. Trở về lại là chúng ông đã kinh nghiệm hàng trăm bước của người cha mình chạy đến để gặp gỡ. Ôm chầm lấy và tiếp nhận ông. Chúa ơi con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con có tâm tình này. Để chúng con thật sự có một quyết định cho từng thất bại của chúng con. Và giữ mình ở trong sự hiện diện của Chúa. Để tại chỗ đó chúng con được tha thứ, chúng con được chữa lành và chúng con được phục hồi con cảm tạ chúa rất là nhiều cảm ơn chúa về thì giờ cơ hội thời thời gian cũng như lời của chúa ban cho chúng con nhận lãnh những gì chúa dạy dỗ và muốn áp dụng điều đó trong đời sống của chúng con xin thánh linh của đức chúa trời hành động trong chúng con để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý muốn và sự dạy dỗ của ngài tạ ơn chúa rất nhiều và cầu nguyện trong danh chúa Jesus christ amen cảm ơn quý vị rất là nhiều chúa ban phước đặc biệt cho quý vị chúng ta hẹn gặp lại uh, lần sau qua lời của chúa